Hi, xin chào buổi sáng cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi tỉ bắp cả nhà nha. Bắp đây. Hôm nay thì trời không có mưa, không có nắng. Mèo ơi, lại đây con. Mèo ơi. Mèo à. Kêu là tới liền đó. Quậy lắm, đêm là quần tới quần lui tôi quánh đít. Quánh đít banh chanh đít nghe không? Mình vô nick, mì vô nick, vô vô nick. Mì vô nick, mì vô nick, mì vô nick nè nè. Mì vô nick. Mì vô nick. Mì vô nick. Mì vô nick. Vô vô nick. Cuộc sống không lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Ê, con nhỏ sờ nhõng nhẽo kia, lại đây biểu coi. Nhỏ nhõng nhẽo. Ê. Bắp này là bắp đỏ cả nhà. Đó như mình trồng. Mì vô nếc, mì vô nếc, vô vô nếc. Mì vô nếc, mì vô nếc. Ra đây rồi. Làm gì á? Không chưa? Ui, không mấy bữa có phải vô à. Nhóm của Tâm An á, kết bạn. Bữa nay con vô nhóm của Khoai Lang Thang, ai về bạn nó đến với mình chứ mình không cần kết nữa. Bạn nó tới với mình à. Chắc bữa hôm qua đến giờ trên 50 người. Họ cảm tình họ vô họ kết bạn mình liền. Tại vì đa phần bây giờ là cuộc sống nó bon chen ấy mà. Thấy cuộc sống mình nó thoải mái ấy, thích liền à. Bởi vậy con phải xem Bát Tân Hoa Bang. Xem Bát Tân Hoa Bang nhiều nhiều vào để ảnh hưởng. Bây giờ xem Khoai Lang Thang nhiều nhiều vào. Lý Tư Thất nữa, ba người ấy là mẫu đấy. Làm sao mà làm video mà phối hợp được ba người đấy là nhất. Một Lý Tư Thất chỉ một phần thôi, vì Lý Tư Thất là một cái hình tượng nó mạnh quá rồi, mình không nên mình làm y chang. Mình làm con làm cho nó là con không theo nổi. Như thằng Sang Vlog ấy, nó cũng bắt chước một phần thôi. Sang cũng có phần đi tới đi lui mà, khó đấy. Bạn Tuấn buồn cười lắm. Anh chỉ sợ em hả? Nổi rồi sắp bắt đầu bị dụ dỗ, cám dỗ. Cái này sao cái câu này nghe quen. Tuấn bị trai. Xong có nói cái câu này nghe quen. Hồi ngày xưa anh Tán em cũng nghe câu này. Chính anh cũng nói cái câu này. Nó que, nó nổi tiếng rồi. Cái nhiều người họ để ý mình rồi bị cám dỗ này kia đờ. Nó xong, xong nghe câu này quen dữ trời. Ngày xưa nghe câu này rồi. Ôi, nó hay dày mày nè.
Dạy cái gì? Bây giờ vẫn dạy chứ bây giờ bố không dạy chắc. Dạy là dạy lần việc đầu. Hóa ra giận là giận vì thế đúng không? Giận là âu yếm kiểu gì? Ở cắt đứt đó. Âu yếm kiểu gì đây? Âu yếm kiểu gì? Hả? Con ngồi đây nè, bữa nào là khán giả ngồi chào khán giả là ngồi im nghe không? Nghe không? Ngồi im rồi đây nó ngồi chào khán giả là ngồi vào đây nè. Nó xem hả? Thì vi khuẩn nó bị nó làm vi nhiễm khuẩn với ăn thịt người gì, vi khuẩn nào thì chả ăn thịt người, vi khuẩn nào thì chả ăn, nhưng mà cái đấy có thể là chữa được mà. Má có họ có đưa cho má xem cái video của bà bị ung thư mũi không? Đấy, ba cái ung thư mũi mà dao cũng dao cũng sáng nó phải đây. Chết luôn. Nó chỉ nước quá, nó đang bần, nó đâu quá rồi. Má hỏi hay là ông Tiến tự đưa? Ông Tiến, rồi, để má đứng ăn ra, ăn ốc, ăn đồ nghe. Có ăn thì nó cái thiệt kiện, chẳng thôi là có cái cung phục. Nhất là bây giờ Việt Nam ăn cả tổng đôi vậy đi đó. Sinh nhật thấy có ai bị gì đó hả? Ăn sống á. Nhật. Wow, Nhật nó ăn ghê thật. Ăn thịt sống. Bên ngoài người Bắc là có cái món này, thịt heo luộc sơ thôi. À. Luộc sơ bắt sắc ra. Đâu cho tỏi cho đồ vô kêu là ăn. Ở đâu bên ngoài Tây Bắc có cá nhảy mà, cá nhảy là cá dưới hồ ấy, bắt cái rô cá đồ ấy. Xong rồi bỏ vô tái chanh rồi bắt đầu cứ thế cầm nguyên con cá nhai ngọ ngoạm như là con mèo vậy đó. Thịt heo luộc sơ, người mà đây mới luộc 2 phần, 5 phần. Sao không phải 5 đâu. Bằng trùng có cho tải thôi, bằng nồng sắt ra rồi tỏi đồ, bỏ vô đồ phùng, đi thỉnh đồ làm, đồ kêu nem. Ăn mà ăn cứ lớp này lớp đó. Mua, ngon, thì ngọt nữa. Ngọt lắm. Nhưng mà ăn phải nó ngọt lắm, tại vì vậy này, hôm vừa mới trùng sơ tải rồi. Nấu cái gì nhờ, chín vào. Tải này, nhà mình có nấu. À, biết sao không trai nó không làm không, thì vì đang khổ. Thế thôi, thằng ta làm biếng sữa đây, thì để em Vi nó sửa giùm cho. Nó làm biếng ngồi làm tỉ mỉ mấy cái chuyện phụ nữ ấy. Vi nó đăng lên, Vi ngồi sửa cho nó. Con hả? Con thích làm món bánh ống, ở bánh ống được ấy, bánh ống của tuổi thơ. Bánh ống nó mồm này, rồi sống làm cái gì rồi cũng đâu làm mà bắt tay này, ta làm này. Đừng có làm món sang, con làm cái video có bắt với đều đàn lon thì mà ta xem thích ấy. Mày tính không? Mới làm thì bạn này bắt tay này, đây thì bạn này bắt tay xưa. Hả? À, thì bánh bắt tay cho mấy đứa ăn. Thì mà người ta cứ tưởng con. Ê, đây là chung quanh lên là mờ thuộc độc ấy nghe. Người ta cứ tưởng con cho nó uống tờ, con người ta cứ tưởng con cho nó tụi nhỏ ăn sữa chua. Sữa sáng hả? Tôi chua mắc hơn chứ. Nói chung thạch dừa cũng ngon mà. Nói chung không để tụi nó thiếu thốn. Vẫn có bánh gạo, vẫn có thạch dừa, vẫn có bắp nướng mà. Ăn xong rồi uống nước. Hầu như gì. Không có gì vào. Tụi nó nói được rồi. Không á, không thể nói luôn. Hầu tận răng, người ta bảo là hầu tận răng đấy. Hầu biết ý là sẽ cắt nước ta đem ra nước liền. Hầu liền. Uống liền, uống nước là thoải mái chứ không có nước nó mệt đấy. Uống nước là xong rồi giỡn tiếp, đánh lộn tiếp. Đấy thôi. Ủa, này ngõ mới đen đồ gì vô đây cũng to này. Đừng có thiệt cái đường. Nhà cửa dơ vậy. Mì vô đây, mì vô đây. Anh nghĩ chúng ta nên làm bạn cái đó gì à, thế có nhớ bạn không, ấn nút like thế bảo thế xuống đây chơi bạn à, tí bạn muốn ăn bánh xèo à, hay nhỉ. Ê, lâm quen là thầy lộ chúng ta mẹ ơi, trong ngày tôi rất ghét quá phải không, gấu nhà mình gấu xấu b
bà.